Thùy Tiên từng khoe công vinh đầu tư bất động sản lãi 5 đến 6 lần, vài tháng đưa vợ hơn 40 tỷ để tiêu vặt. Trong những lùm xùm về câu chuyện từ thiện của nghệ sĩ gắn liền với keyword sao kê thời gian gần đây, câu chuyện kinh doanh của những nhà từ thiện lại được nhắc lại. Trong số những câu chuyện kinh doanh ấy, nổi bật là nhà đầu tư mát tay công vinh chồng Thùy Tiên với tỷ suất lợi nhuận đầu tư bất động sản lên tới 400-500%. Cụ thể, trong một lần tiết lộ về chuyện kinh doanh của chồng trên trang cá nhân, Thùy Tiên cho biết trong khi ảnh đi đá bóng, tất cả hợp đồng lẫn lương thưởng các câu lạc bộ trong và ngoài nước, đội tuyển quốc gia cộng lại hơn 10 năm cũng kiếm 50 tỷ tiền mặt từ 5-6 năm trước rồi. Sau đó, ảnh có duyên mát tay đầu tư đất đai, bất động sản lên giá toàn lãi gấp 5-6 lần. Một số thương vụ kiếm lời từ đất của ông xã được Thùy Tiên nhắc tới là lần bán 2 miếng đất vào cuối tháng 7 năm 2020, một miếng 9,5 tỷ đồng và một miếng 10,1 tỷ đồng. Tổng số tiền bán đất đợt đó là 19,6 tỷ đồng dành để sửa nhà. Thật ra, tháng 5 năm 2020, chồng mình có bán được lô đất 12 tỷ mà lâu quá đổi điện thoại, không có chứng cứ nên nói cho vui phải tính vào trong này, Thùy Tiên cho biết thêm. Mốc đi từ thiện miền Trung, Thùy Tiên cho biết vào giữa tháng 10 năm 2020. Sau đó tháng 11 năm 2020, công vinh lại chốt bán được thêm một căn bất động sản mua từ năm 2011, giá 13 tỷ. Tổng 5 tháng, anh cho mình 31 tỷ để yên tâm rồi. Bữa giờ lại cho mình lắc nhắc tiền bán đất đặt vặt, mỗi lần 3-5 tỷ nữa. Tính ra cũng có hơn 40 tỷ để xài tiêu vặt, Thùy Tiên khoe. Tỷ suất sinh lời của công vinh là mức nhiều nhà đầu tư thèm khát. Nhiều người tò mò không rõ anh có bí quyết đầu tư bất động sản như thế nào, nhưng hoạt động kinh doanh công ty của anh và bà xã đều có vẻ không được thuận buồm xuôi gió. Năm 2018 là mốc thời gian đen tối của hai vợ chồng, khi cả hai công ty riêng của họ đều giải thể. Theo dữ liệu của nhà đầu tư, Lê Công Vinh từng là đại diện theo pháp luật, kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo bóng đá Công Vinh. Công ty được thành lập vào ngày 22 tháng 5 năm 2013 tại Nghệ An, nhưng đến tháng 7 năm 2018 đã ngừng hoạt động. Cùng năm đó, công ty riêng của Thùy Tiên với vốn đổ vào là 1 triệu USD, Mediabo cũng giải thể vì kinh doanh không hiệu quả, tờ Doanh nghiệp niêm yết cho biết. Công Vinh cũng góp vốn thành lập công ty cổ phần bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu, chủ quản câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu, vốn điều lệ ban đầu ở mức 200 tỷ đồng, trong đó Lê Công Vinh góp 10%. Tuy nhiên, công ty cổ phần bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu do Công Vinh góp vốn lại ghi nhận tình trạng thua lỗ trong nhiều năm liên tiếp, mức lỗ năm sau luôn cao hơn năm trước. Một doanh nghiệp của vợ chồng Tiên Vinh có số phận hẩm hiu khác là công ty trách nhiệm hữu hạn CB9, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn Cobala tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Theo dữ liệu của nhà đầu tư, trong năm 2019, CV9 chỉ thu về 98,4 triệu đồng doanh thu, trong khi lỗ sau thuế 882,3 triệu đồng. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, tổng tài sản kiêm vốn chủ sở hữu đều ở mức 7,7 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu đạt 8,6 tỷ đồng. Câu chuyện khoe chồng đầu tư bất động sản mát tay nói trên của Thùy Tiên diễn ra trong bối cảnh cộng đồng mạng dấy lên nghi vấn ăn chặn tiền từ thiện xây biệt thự 80 tỷ đồng. Cùng với việc công bố tỷ suất lợi nhuận đầu tư bất động sản cao khủng khiếp của Công Vinh, Thùy Tiên cũng sâu ảnh bức tường nứt lớn tại căn nhà đang ở khi đó và cho biết chỉ thuê sửa nhà với giá trị hợp đồng 3,2 tỷ. Tuy nhiên, theo ca sĩ Thùy Tiên, do trong quá trình sửa nhà, lúc thợ khoan ra cố móng thì căn nhà sập tường, buộc lòng vợ chồng cô phải tháo dỡ xây mới để tránh nguy hiểm. Được biết, biệt thự của Công Vinh Thùy Tiên có quy mô 1.000m2, là một trong những biệt thự bề thế nhất khu người giàu ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.